mẹ nhường phòng cho con, một mình sống trong căn nhà rác. Từ nhiều năm nay, khu nhà lụp xụp, tiêu điều phía sau chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội đã biến thành nơi cư trú của nhiều mảnh đời bất hạnh, gian khổ. Bà Ba, người thanh nữ nghèo sống ở khu ổ chuột Long Biên. Nơi đây có những dãy nhà trọ dành cho những phận người làm công việc nhặt dơi phụ ni, nhặt tôm rơi rải. Tất cả những người sống ở đây có chung hoàn cảnh gian khổ vất vả, bỏ quê hương về Hà Nội mưu sinh. Trong những phận đời ở đây, chúng tôi vô tình biết đến hoàn cảnh vô cùng khác biệt của cụ bà Trần Thị Ba, 73 tuổi. Hiện bà đang sống cùng người đàn ông không được bình soạn trong căn nhà nằm sát ngay bờ sông Hồng. Phải gặp gỡ trực tiếp, tận thấy về cuộc sống của cụ chúng tôi thế hệ biết giữa Hà Nội phồn hoa còn có những phận đời như vậy. Bà Ba tâm sự về cuộc đời mình. Gọi là nhà nhưng bản chất chỉ là túp lều được dựng tạm để mẹ con bà lấy chỗ chui ra chui vào những lúc mưa gió. Xung quanh căn nhà chưa đầy 3 mét vuông ấy được bao vây toàn những túi rác, áng mưa ai đó vứt bỏ. Cũng chính nơi đây lưu giữ ký ức suốt hàng chục năm vất vả, đau khổ của người mẹ hai con này. Chậm rãi kể với chúng tôi về cuộc đời mình, bà Ba cho hay quê gốc bà ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định. Cuộc sống trước đây nghèo khó, hiền thê chồng bà cũng có hai người con, một trai một gái. Thế nhưng chồng bà bị u não rồi mất sớm. Túp lều được dựng lên bằng các vật dụng rác thải là nơi sinh sống của bà Ba hàng chục năm nay. Sức khỏe ốm yếu ớt nên bà Ba cùng hai con được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng những hoàn cảnh gian khổ. Được một thời gian thì trung tâm này giải thể. Không có điều kiện chăm lo cho con nên bà ngậm ngùi cho con gái út là Nguyễn Thị Tý 1990, làm con nuôi khi Tý vừa tròn 5 tuổi. Người đàn ông cả của bà là Nguyễn Văn Bình 1985, cũng không được khôn ngoan như chúng ga mê thủ. Càng lớn Bình càng trở nên ngờ. Căn phòng 3 mét vuông có giường chiếu, bà nhường cho người đàn ông không được bình soạn. Thậm chí khi đến tuổi đi học bình soạn xuyên bỏ đi lăng băng khắp nơi, bà Ba phải đau khổ đi tìm kiếm. Lang bạc một thời gian, mẹ con tôi dạt về góc chợ Long Biên này với công việc nhặt phế liệu, dê phụ ni kiếm từng đồng sống qua ngày. Hằng ngày công việc của tôi soạn mở màn từ 4 giờ sáng khi chợ Long Biên gần tan ca. Lúc này tôi mới từng đóng rác nhặt dê phụ ni, giấy bị gom lại rồi đưa về khu nhà trọ. Hằng ngày đi nhặt phế liệu tôi được trả công mỗi tháng 600.000 đồng. Số tiền đó cũng đủ để thi thoảng dẫn con đi mua cho nó bộ quần áo và mua thức ăn hai mẹ con sinh sống các cháu A, bà Ba nói. Hàng chục năm qua bà Ba sống trong túp lều lụp xụp, mưa phải mặc áo mưa để ngủ. Con trai đã lớn nên bà Ba dành chỗ ở minh mông 3 mét vuông để anh Bình sinh sống, sinh hoạt. Bà không muốn con ở chỗ bẩn, khổ cực. Còn về phần mình bà dựng tạm cái láng lấy chỗ chui ra chui vào những khi mưa gió, rét mướt mướt. Ở đây kinh hoàng nhất lúc mưa gió, rét mướt mướt. Có nhiều hôm mưa to ở trong nhà mà cứ ngỡ như ngoài trời. Lúc này lại dội lấy áng mưa thu nhập được khâu lại che chắn những vị trí bị dột. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nó cũng thành quen, bà nói. Ước mong được gặp gỡ lại người con gái. Bà Ba là người chị lớn, sau có 6 người em, các em của bà mỗi người một nơi. Tết bà vẫn nán lại chợ Long Biên làm công việc thu nhập dơi phụ ni. Chú chó là người ga mê thủ duy nhất của bà Ba. Hết Tết bà đưa con về quê nhà thắp hương cho phụ thân mẹ rồi ở lại ăn Tết muộn cùng các em và con cháu vài ngày rồi lại ra Hà Nội. Nỗi niềm lớn nhất của cụ chính là mong cho đàn ông có được ai đó yêu mến cảm về sống chung nhà, chăm nom cho nhau. Bà còn mong được gặp gỡ lại người con gái út mà trước đó đã đem cho người khác nuôi. Được cái ông trời yêu mến cho sức khỏe, nếu không sẽ không biết xoay sở thế nào. Cuộc đời tôi khổ nhiều rồi nhưng không tâm sự trải lòng với ai. Đến hiện giờ tôi cũng đã gần cuối cuộc đời rồi mà đàn ông có lớn nhưng cứ ngờ vậy suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, bà Ba chia sẻ. Giờ cứ nghĩ sống vì mình vì con mình nên còn sức khỏe ngày nào tôi còn cố đi làm để mẹ con bớt khổ.
tôi cũng mong một ngày nào đó được gặp gỡ lại con gái mình, nhưng giờ không biết con ở đâu, không biết con còn nhớ người mẹ già này không, và có trách mình vì cuộc sống quá khốn khó phải cho con để người khác nuôi dưỡng, bà ba chia sẻ.